là sáng thôi chứ không có giờ. Nói chung cuộc sống là bình thường, cũng chẳng nghèo mà cũng chẳng giàu mà sao. Đương nhiên cái là người nhà có nhỏ, công thức của nhỏ. Còn công thức tài quan ấn tài quan ấn chưa, đúng không? Mình học rồi ạ, tài quan ấn học rồi ạ. Học chưa? Tài quan ấn học rồi, hôm nay chị ra rồi. Hết công thức rồi ạ. Hết công thức rồi, hết năm công thức rồi gì? Hết rồi. À, hết rồi đấy. Bây giờ mình thì thiếu công thức này một cái người nữa, công thức tài này một người nữa để cho các bạn xem là cái người này như thế nào. Đấy. À đây là ấy rồi, mình sẽ sang quy luật trong này luôn đấy, giới thiệu quy luật trong này. Trong các cái công thức quy luật giàu, nói chung là về quy luật giàu, quy luật trong này. Nhưng mà sáng hôm nay người ta học xong quy luật trong này. Quy luật giàu nghèo. Nó là quy luật giàu à giàu. Quy luật giàu. Những người nào là gọi là giàu. Thì trong cả cái công thức mình mới giới thiệu đấy, thì những người mà có công thức là tỷ thương tài là có công thức giàu, công thức là thương tài quan, đấy là những người mà đầy đủ ấy, như tôi nói thì đều là nằm trong công thức giàu. Hay là tài quan ấn thì là tỷ phú rồi, không nói gì nữa. Những công thức giàu hay là tài quan ấn ấy, vừa giàu vừa sang là những người giàu. Thì công thức chỉ có công thức là quan ấn tỷ, như tôi là chỉ có sang chứ không giàu, không có tài không giàu. Ấn tỷ thương thì cũng giàu, nhưng mà giàu đó là giàu về lợi ích nhóm, mà lúc mà lợi ích nhóm mà chung đấy thì phát triển thêm mạnh. Ví dụ là đại biểu cho lợi ích nhóm đấy là ông Quyết FNC hay là ông Vũ Nhung hay ông Trịnh Xuân Thanh, đó là lợi ích nhóm. Thì lúc đấy nó giàu, nhưng mà những cái công thức đấy là rất dễ liên quan đến pháp luật. Nếu anh mà làm quá đi, anh làm điều cấm kỵ, tức là thổ là anh không được làm, nhưng mà anh vào đất đai là anh bị bắt. Thì không đúng. Nên là ông Quyết ấy, là kỵ nhất là chứng khoán. Ông vào chứng khoán để làm giàu, nó bắt. Không phù hợp với chứng khoán. Không phù hợp với chứng khoán lắm. Bây giờ thì được ấy, về tim thì được, về tim làm chứng khoán cũng được. Thì là nó như phù hợp với chứng khoán. Không tài khoản. Đấy là những người có công thức ấy giàu. Ví dụ như người này, ông tôi giới thiệu là cái công thức là tài quan ấn, thì đây cái công thức này cực kỳ hay. Để mình nên biết. Trong cả cái công thức này thì có hai công thức là quan trọng nhất là cho người giàu là tài quan ấn là vừa giàu vừa sang. Thì tôi giới thiệu là ông Elon Musk, tỷ phú Elon Musk là hiện nay là một cái người mà rất phù hợp với cái công thức này. Vậy là người giàu là có ba công thức, đó là tỷ thương tài, tài quan ấn, tỷ thương tài và thương tài quan. Tỷ thương tài quan ấn và tỷ thương tài quan quan trọng lắm. Có ba đúng không? Đúng rồi. Đây ông Elon Musk. Ông Elon Musk sinh năm 1971, ngày 28 tháng 6, tức là ngày 6 tháng 5 âm lịch.
phóng sinh ngày dập dần. Tháng giáp ngọ. Năm Tân Hợi. Bây giờ lấy cái ngày sinh nhật giáp. Giáp với giáp là tỷ. Quan kim khắc mộc là quan. Bây giờ lấy vận trình. Vận trình sinh vào năm âm thì đi ngược lại. Quý tị. Quý tị. Nhân thìn. Nhân thìn, quý tị, tân mạng, tân dần, quý sử. Chúng ta 8 tuổi thì bắt đầu mới vào sinh khắc. 18, 28, 28, 48 tuổi vào sinh khắc. Đây là ấn, ấn. Quan. Rồi. 1979 thì bao gồm 1989, 99, 09, 019. Bây giờ ta lại cân bằng, cân bằng. Giáp. Mộc mộc. Mộc mộc. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Ông này sinh vừa mùa hè. Mùa hè hỏa cực mạnh, đây sinh vào tháng ngọ, mùa hè hỏa nó khắc một cái kim đấy, nó không tốt. Hỏa, hỏa đấy, hỏa rất mạnh, mùa hè là hỏa cực mạnh, khắc một cái kim, nó không tốt. Khắc mấy cái quan đấy, nó không tốt, hỏa khắc một kim, mùa hè. Bác cho hỏi, tức là mùa hè này vừa hỏa kim mạnh nhưng mà có cả thủy mạnh nữa không? Với mùa hè đấy, mà để xem là thủy như thế nào. Mùa hè hỏa nó khắc một cái kim, thì quan trọng nhất này là hỏa cực mạnh, mùa hè là hỏa cực mạnh. Mộc nó sinh hỏa nó khắc kim không tốt. Cho nên là này mộc nó chế một cái thổ đi, thì mộc hỏa mà khắc cái kim thì kim bị khắc thì mộc không có ai ngăn cản, là thì mộc nó chỉ cái thổ đi là không tốt. Và mùa hè thì cần phải có thủy, thủy để làm cho nó ấm lên, thủy ấm lên là thủy là em đặc biệt, vì thủy nó lại sinh cho mộc, thủy nó sinh cho mộc mạnh, mộc mạnh thì khắc nó cái thổ đi. Vì kim là phải có thổ sinh, mà trong này không có thổ, kim trong ngày tháng năm sinh không có thổ, mà kim thì phải có thổ sinh, mà không có thổ thì mất cả kim, cho nên phải lấy thổ là y và kim là x. Tại sao thế? Và mộc thì lại có thủy nó sinh cho thì nó mạnh lên, thì nó khắc cái thổ là không đúng. Mà hỏa là kỳ nhất, là z, là hỏa là thương, thương là kỳ nhất. Là kỳ. Dập dần, ngay dập dần cực mạnh. Thì là tỷ, thương là không tốt, là tài, quan, ấn, tài quan là mạnh, tài,
quan là công là chức quyền ấy, công người ấn là quyền lực là ấn. Thì nếu mà gặp tài quan ấn thì có vừa giàu vừa sang, vừa có nhiều tiền này, vừa có quyền lực, vừa có công lực. Đấy là cái cân bằng của ông này là cái công thức là tài quan ấn. Quan là chức vụ quyền lực, quan ấn là chức vụ quyền lực, tài là tiền tài, tiền tài vừa có tiền vừa có chức vụ quyền lực. Nên để cân bằng này nhiều khi nó hay khó. Vì mùa hè mà hỏa mà có cái kim này, kim là quan trọng, nếu mà không nó khắc một cái kim thì là không tốt nữa, không tốt. Nó khắc một cái kim thì nó giải phóng cái thủy để nó làm cho cái mộc nó mạnh lên, nó chỉ cái thổ đi. Kim thì phải có cái nguồn sinh cho kim thì mới mạnh được, phải có thổ. Nhưng mà nếu mà thổ thì khắc đi thì hết. Đấy. Tài quan, tài, thương tài là thổ, là tài là vợ. Thì ông này thì 28 tuổi thì vào vận dần mão này thì là vợ đây này, vợ cũng dần mão thì lên lên được đấy. Vào vận tài thì lên vợ. Vì có thương mạnh đấy mà, thương hỏa mạnh nó sinh cho tài. Thì thương tài là vợ đấy, nên là lên vợ thôi. Và tài là lên vợ thôi. Thế bây giờ vẽ lên lập trình để ta xem tại sao ông này bây giờ giai đoạn này ông ấy giàu nhất trên thế giới, giàu nhất, tỷ phú quốc gia nhất, bởi vì nó có cái quy luật của nó, quy luật tự nhiên của nó, quy luật cực kỳ hay, quy luật tự nhiên không thể tránh khỏi được. Đối với một con người trong các cái quyển này là bác không vẽ cái ấy mà cái cân bằng này là khi mà bọn cháu thấy nó khó thì bác bắt đầu để đúng rồi đó. Đấy là thêm thôi, cái gì đương nhiên là không vẽ mà người cho khỏi mất kiến thức bạn, đúng rồi. Ở đâu? Đúng rồi. Mình chỉ nói đến một lần, nhưng nếu mà họ phải tham gia khóa học thì mới được biết. Ừ. Nhưng cái này vì là mình giới thiệu với ông này bởi vì nó trùng với cái thập niên, nó hay ở chỗ đấy, nó trùng cái thập niên. Đây là những người trùng với thập niên mà nó là giàu thì cực giàu. Nên lúc này mình các chị xem các bạn xem ấy, là cái lập trình đấy rồi mình xem thì là đặt từng năm vào một, đặt từng cái thập niên vào một, mà từng năm này thì mình sẽ tìm ra lúc nào dòng này tháng này dập một. Chúng là làm cái nghiên cứu, mình viết sách cho mình cho muốn truyền đạt hết cái gì mình biết cho mọi người, chứ mình không dầu diếm, đã dạy thì không thể dầu diếm được đấy. Mà cái tâm nguyện của người làm đấy là muốn cho mọi người biết được, hiểu được, cho nên là không thể dầu được. Nó nóng thế này nó chóng hết mực, hết mực lên hết. Mình chụp tung lên. Đừng tỉnh đại.
quỷ nào là ngày lần giáp thân. Năm Tân Hợp. Ngày dập dân hay dập thân này. Ngày dập dân ạ. Ở trong này mình thấy dập thân. Đây, thì đã trục thủy đàm đấy. Thủy đàm đây. Đường phân định âm dương ở đâu, đường phân định âm dương là thủy trùng với cái này luôn, đây là âm dương, đường phân định âm dương đây. Bên này là thổ hỏa thổ. Tài quan ấn. Tài quan ấn. Bên này là âm thỉnh thì tháng. Tài. Bên này dương thỉnh. Ông này là tài quan ấn, nên bắt đầu từ năm 79 là bắt đầu ông phát, ông nó phát mạnh, phát mạnh thì năm 79 nó phát. Thì ông này có cái thập niên giáp thân. Đây thập niên giáp thân là 2005 là ông bắt đầu phát, và thập niên giáp ngọ 2014 ông này cực phát. Vì 2005 tại sao ông này cực phát, ông phát vì 2005 thì là thổ kim thủy trùng về hướng đông bắc, trùng về hướng đông bắc, thổ kim thủy ông cực phát trùng với thập niên giáp thìn. Bắt đầu là thập niên giáp thìn thì bắt đầu mậu tý kỷ sửu canh dần tân mão nhâm thìn quý tỵ, tức là ngày 2008 là bắt đầu ông phát mạnh lắm, trùng với cái hướng đấy. Đến thập niên giáp ngọ, thập niên giáp ngọ thì ông lại cực phát, thập niên giáp ngọ thì bắt đầu đây là canh, thập niên này còn là canh tí, tân sửu, nhâm dần, quý mão, thì ông cực phát. Thì thập niên giáp ngọ này thì ông này giàu nhất trên thế giới. Tại sao ông này giàu nhất trên thế giới? Bởi vì là cái thập niên này trùng với tài quan ấn cực mạnh, tài quan ấn cực mạnh. Vì là kim, thổ sinh kim, tức là thương sinh, tài sinh quan, thổ sinh kim,
Đây, đây thổ sinh kim là tài sinh quan. Này, quan sinh ấn, kim sinh thủy. Kim sinh nhâm thủy, kim sinh ấn. Cho nên là vì thập niên này ông giàu nhất trên thế giới không thể ai bằng ông được. Bởi vì là nó trùng với tài quan ấn, trùng với tài quan ấn cực lòng. Thì ông này làm nghề gì? Ông này là làm kim, này làm nghề cơ khí máy móc. Kim, kim làm nghề, nghề cơ khí máy móc thì rất là mạnh vì có tài sinh cho. Và cơ khí máy móc đi chạy trên đất thì nó có tiền, sinh ra tiền. Cho nên là tiền tài từ đất mà ra. Và rất có làm máy móc rất là mạnh thì cái máy móc này đi trên mặt đất thì lại sinh ra tiền. Cho nên ông này mạnh nhất là ngành cơ khí máy móc. Cho nên ông sản xuất xe điện ấy, bán chuyển lên giàu có nhất thế giới. Thì ông này đến thập niên dập thìn ất tỵ bính ngọ đinh mùi mậu thân tỷ dậu. Ông này đến thập niên dập ngọ này thì ông đã không bắt đầu nó vào phần tử nên dập thìn ất tỵ bính ngọ chung với lại mậu ngọ nó không tốt nữa. À dập ngọ nó khắc dập ngọ bính ngọ kim đinh mùi mậu thân kỷ dậu nó không tốt nữa. Canh tuất tân hợi mậu thân đến mậu thân là không tốt nữa. Mậu thân thì hết kim là mậu thân đinh mùi mậu thân thì không tốt nữa. Hả? Là chỗ này lấy đồ là không tốt nè. Mộc thân kỳ dầu canh tuất chung với bình tuất là không tốt. Canh tuất tân hợi là hết tân hợi thì hỏa nó khác đi. Thì ông này bao giờ thập niên giáp ngọ thì ông bắt đầu suy không nên tốt nữa. Ông chỉ có thập niên nhập thìn thôi. Đến giáp ngọ thì dưới này mộc hỏa thổ thịnh. Mộc hỏa thịnh thì kim thủy sinh. Cho nên để lấy đinh mùi là không tốt đâu. Đinh mùi nó khắc mất cây tân kim. Thì năm đinh mùi đấy là 2017 nó khắc một cái tân kim thì ông này sợ là nguy hiểm tính mạng. Mộc hỏa thịnh mà lại kim thủy suy ạ? Mộc hỏa thịnh thì kim thủy suy. Năm quý rồi đấy ạ. Năm đinh mùi này, đinh mùi thì vì đến đây là hết thủy rồi, đinh mùi nó khắc một cái tân kim này, thổ nó lại khắc cái thủy. Vì bính ngọ nó trùng với giáp ngọ nó khắc một canh kim rồi, đinh mùi thì nó khắc một cái tân kim thì sẽ không được. Thì ông này là gì? Sinh vào ngày giáp dần. Giáp tử ở ngọ, nên ngày giáp đấy, giáp tử ở ngọ, mồ ở mùi, tuyệt ở thân. Cho nên là cái năm quý đinh mùi này thì chắc là ông kia vì giáp ngọ tử tuyệt ở ngọ, mồ ở mùi là chôn ở cung, tuyệt này cung thân cho đến đấy là hết cái truyền thống của mình. Giáp tử ở ngọ anh chị giáp dân mà, giáp tử ở ngọ, mồ ở mùi, tức là chôn ở cung mùi mà tuyệt ở cung thân, tức là hết nòi giống. Đến đây nó không còn gì. Cho nên là cái đinh mùi, cái năm đinh mùi này sợ sợ là ông nó không thể sống được. Năm 2006 từ năm 2007. Vậy thì ông này không con trai được không? Hả? Có chứ. Không, nhưng mà bây giờ mới là 2026 và bác hay là 2020. 2007 2007 thì nguy hiểm. Sao? Ông ấy vẫn đang giàu mà. Đang giàu nhưng mà đến cái thập niên dập thìn 2024 trở đi thì không tốt nữa. Đi xuống phân suy rồi. 24 là sang phân suy này. Đến 2027 thì không tốt nữa. Bác nói nhầm năm như này không sợ. 2027 đúng không?
cho nên là cuộc đời mình phải biết là bên nào thịnh thì cố, sang suy thì nguy hiểm, thì nên nghỉ. Thế nếu anh cố vào cái phần gọi là cấm kỵ đấy, cấm kỵ thì anh nguy hiểm. Sang này là cấm kỵ nguy hiểm vì hỏa thổ quá mạnh, à mộc hỏa quá mạnh, mộc hỏa thịnh thì thổ kim suy, nên ông đã chết. Thế nên đi vào cấm kỵ là chết, đi vào điều cấm kỵ cứ các đại gia mà cứ lao vào cấm kỵ là chết ngay. Thì những người giàu là như vậy, tức là phải có gì nguồn sinh mạnh và cái đầy đủ các yếu tố vật, mà những người giàu nhất là phải trùng với cả cái thập niên. Cho nên là sau này cả anh xem của mình ấy thì bắt đầu đặt ra gì, ví dụ cái thập niên này thì ở chỗ nào mạnh, chỗ nào yếu. Thì ví dụ chẳng hạn là gì, ví dụ Nga là cái thập niên giáp ngọ này thì cái nhâm dần với quý mạng nó trùng với kỷ mậu dần kỷ thổ, là cái năm này là không tốt, năm nhâm dần quý mạng không tốt. Thì mình phải đặt từng năm vào đấy, nó khác đi là không tốt, không tốt, nó khác cái gì không tốt thì nó. Cho nên năm nhâm dần quý mạng với nhâm dần với mậu dần là trùng nhau, tức là vừa chồng là khác nhau rồi, đó, chắc chắn dễ ly hôn ở chỗ đấy. Kỷ mạng thế, quý thủy khắc kỷ thổ khắc quý thủy, cho nên là vừa chồng khác nhau. Nhưng mà đến canh thìn thì lại không khắc nữa. Còn những cái năm mà gặp khắc nhau thì nó mới dễ khúc mắc nhau. Có nghĩa là từ 10 năm một này thì mình lại phải đặt, có nghĩa là trùng một cái vòng từng năm nữa thì để xem quá trình 10 năm đấy là mình tốt hay sao. Ví dụ những người mà sinh như vậy, ông này là sinh giáp dần thì giáp là bản thân mình, chi là vợ. Đấy. Thì vợ với mình ngang nhau thì không bỏ nhau được. Để quy luật vợ chồng thì mình nói những cái năm sinh vào những cái ngày nào năm nào thì hay hay đi hôn, chứ không phải ai đi hôn cả. Đấy là quy luật người giàu, những người giàu là như vậy, tức là phải có cái yếu tố nó mạnh mà trùng với cả cái thập niên thì nó cực giàu, mà không trùng với thập niên thì không giàu. Ông này trùng với hai thập niên, cho nên ông cực giàu. Đó là những người sinh ra để làm cái chuyện buôn bán thương gia, giải quyết những vấn đề nóng bỏng của xã hội lúc bây giờ. Thế mà ông làm về tại xe điện là đúng với cái thời đại này thôi, như là giảm carbon, cho nên ông ấy giàu. Cho nên ông này sinh ra để giải quyết những cái vấn đề đó của trên thế giới. Xe điện có phải công không? Không thấy thì ông bán giỏi nhất trên thế giới. Bây giờ vẫn còn mạnh, mấy năm rồi ông bán mạnh. Bây giờ ông còn làm cả vũ trụ, ông còn bay lên vũ trụ, ông đầu tư cả cái công ty vũ trụ kinh thế rồi. Người đấy bây giờ thì mới có tiền làm được, nhưng mình thì chịu thôi. Bây giờ những người nghèo thì